Thì hôm nay GenX có dịp qua nhà anh Minh đó, thì hôm nay mọi người có thể thấy là anh Minh về rất là nhiều xe luôn. Ví dụ như đây là con này là R3 2020, biển số Sài Gòn, mới đi có 2.000 cây thôi. Bên trong là Ninja 4 nè, hai con Ninja 4 nè, một con Ninja 3 ở ngoài sân. Nói chung là có nhiều xe lắm, mọi người có cần mua xe gì cứ qua liên hệ anh Minh ha. Nhưng mà còn cái nhân vật chính của ngày hôm nay là hôm nay Vinh sẽ review bé CBR650R này. Màu đét. Né né cây bùa rồi. Nạt nạt qua bên kia, qua bên kia. Về chiều cao in là 810mm. Thì mọi người có thể thấy là GenX cao 1m63 ha. Đây. Cũng vừa hơi nhón một chút xíu thôi, nhưng mà nếu mà thẳng chân xuống thì cũng được, nhưng mà cũng hơi nhón một xíu. Em 1m63 nha. Thì đây là con xe rất là mới luôn ha. Đây là con xe này là 2020 và đăng ký năm 2021. Thì nó rất là nhiều đồ chơi luôn. Anh Minh bán chỉ có giá là 215 triệu thôi. Còn bây giờ là GenX sẽ đi vào liệt kê những cái món đồ chơi đang có trên con xe này cho mọi người thấy ha. Cái đầu tiên mà GenX giới thiệu sẽ là đèn chở sáng hiệu Kenzo ha. Thì nói chung là đây, em mở lên cho mọi người coi nè. Sáng cực kỳ luôn. Thì mình đi ban đêm hay là đi phượt ban đêm mà không thấy đường á, thì bằng một cái là sáng chân luôn, rất là xịn. Cái tiếp theo mọi người có thể thấy là ngay tay GenX đây là một đây là được trang bị thắng Rambo ha. Thì giá của nó sẽ dao động vào tầm từ 7 đến 10 triệu tùy thời điểm, tùy thị trường ha. Thì cái tay thắng này rất là xịn, nó sẽ mà nó an toàn hơn nữa và cho mọi người đi yên tâm hơn, và nhất là nó đẹp hơn nữa. Nhắc tới xe độ thì mọi người sẽ không thể nào mà không nhắc tới bô độ đúng không? Tất nhiên là xe này cũng có bô độ rồi. Em mở cho mọi người nghe tiếng máy nha. Cái bô này là lên full bộ cổ vô luôn nha, chứ không phải là lên mỗi cái lon không, nên nghe tiếng rất là đã. Và đồ zin là còn đầy đủ nha mọi người, còn đầy đủ đồ zin luôn nè. Ở đây là có trang bị chống đổ nè, và có độ một cái mang cá này. Cái này chắc khoảng giá từ 4-5 triệu, rất là đẹp luôn á. Em rất thích cái chỗ này, em thích nhất cái chỗ này của con xe này luôn á, rất là ngầu, giống cuộn cá mập vậy đó. Cũng có nữa nè, hai bên luôn. Vì lúc trước á, là đa số mọi người và các em nữa, tụi mình đều chê là cái đuôi xe của CBR650 nó bị cục á, nó bị ngắn á. Bây giờ người ta đã độ lại một cái yên xe giống như là yên xe của CBR1000 nha, khỏi chơi xấu nữa luôn. Cực kỳ thể thao luôn nè, cực kỳ thể thao, cực kỳ đẹp luôn. Đâu nha mọi người, ở đây còn đồ chơi nữa nè. Còn nè, đây là được độ ốc bê nâng nè. Ốc bê nâng của Speedy là rất là mắc nha. Cái này chắc khoảng 1.8 triệu, chắc cỡ đó. Là xe lướt của mọi người, mới đi có mấy ngàn cây à, không có gọi là chạy xước gì luôn á nè. Có độ cái kính chắn gió nè và cù carbon nữa nè ha. Cái này nữa, cái này nữa. Đây là đây, icon của Honda mà icon 1000 luôn nha mọi người.
xe này nguyên bản của nó là màu đen nha mọi người, nhưng mà đã được chùm lên một cái lớp tem HRC rất là đẹp ha. Cho cái màu này em nhìn em ghiền ghê luôn á. Thì mọi người có nhu cầu mua xe này á, có thể tới tìm anh Nguyên Baker. Và nếu như mọi người có muốn Vinx review thêm xe nào nữa hay là quay thêm về chiếc xe nào nữa cho mọi người coi á, thì mọi người có thể comment ở phía dưới nha. Cái công nghệ của xe này thì ví dụ như là ABS này, hay là những cái công nghệ như kiểu là traction control về kiểm soát về lực kéo, thì cái đó là mình đã nói quá nhiều rồi. Cho nên là mục đích em ngày hôm nay á, em chỉ ra em review về đồ chơi của xe này để cho mọi người thấy cái xe nó đẹp thế nào và giá cả nữa. Nên là mọi người nếu mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ anh Minh ha. Nhớ ủng hộ anh Minh nha, bấm nút like nè, nút subscribe kênh. Và nếu như mà mọi người có yêu cầu Zenith xuất hiện thêm nhiều trong các clip nữa thì có thể comment ở bên dưới nha.